Ngoài nắng quá trời á, đất luôn. Đứng coi chim con cỏ xanh này nó ăn mà nóng dễ sợ luôn á. Bữa đây cả 100 độ luôn á, 100 độ F là cắt lên mình không biết 35 độ C phải á. Ừ. Thôi kìa, anh cò kìa, đó anh đi vô anh ăn. Đó, anh vàng dễ sợ luôn. Đó. Đó là cái nhà bán mồi đi câu cá. Anh cò xanh này anh thấy thầy trò này đang bắt tôm ra đó là anh đứng anh canh mè. Mấy anh cò xanh này nó gọi bên này nó là blue heron. Là xanh này là có nghĩa là xanh mặt trời đó. À, xanh da trời đó. Xanh bị đúng rồi, xanh da trời chứ không có phải là xanh mà xanh lá cây. Đây, anh đứng anh canh mè sẵn. Liền ra là anh tịch, nhưng mà ở dưới tàu này nó có con mèo nè, con mèo sẵn nè. Đó thì hai thầy trò này đi mới ở ngoài kia đi đánh tôm về để bán. Tại ở đây họ bán tôm mồi để người ta đi câu đó. Đây nè, coi nè. Wow. There's a lot of fish and a lot of shrimp. Oh, look at that. He threw out a lot of fish. Nó liệu ra cá nhiều quá. Coi nè. Coi nè, một con cá nè. Hai con nè. Coi nè, còn sống còn nhảy, nhảy dậy chứ. Đó, dậy. Coi anh này, anh ăn. Cho anh con anh ăn. Coi, đó, tới. Đã không? Con này không biết con gì đây. Con cá này sống này, con nhảy nè. Con này đẹp á, con này bự rất ngon ạ. Coi coi anh cò anh chờ anh chờ sẵn đây. Cỡ nào anh cũng ăn hết á. Đây nè, đây. Không dễ sợ. Tới chờ mình đi anh mới tới. Nãy giờ anh ăn cả chục con nè. Rồi đó là cận cảnh cái chỗ bán mồi ở ngay cái chỗ mà hạ tàu đó. Thì có cái tiệm này nè, nó đây. Nó gọi là Bay Station, là bán mồi câu cho mình đó. Thì anh chủ nè, anh lấy cái tàu này anh đi ra sông, anh chạy xong về anh bỏ lên cái hồ ở trên đó anh giữ để người ta khi tới người đây người ta hạ tàu người ta cần mồi đó đi câu đó thì là ảnh bán đó. Dễ thương, khu này dễ thương lắm, cái chỗ cái cầu tàu này dễ thương lắm. Thôi con này nó cũng dạng ghê, nó không có đi đâu rồi đó. Đây chỗ hạ tàu đi. Cái này cái bãi đậu xe nè, bãi đậu xe rồi mọt kéo theo nè, dễ thương ha. Đó. Rồi. Thì đó gọi này là blue heron. Đấy. Đẹp ghê, bự lắm, con này bự lắm, kéo người từ trên xuống dưới xuống dài cũng cả thước à. Rồi bye anh em, chào hẹn gặp lại. There's a lot of fish and shrimp. Yeah. Ăn ở dưới chưa đủ, anh lên tới cái hộc cá anh ăn luôn, coi nha, anh dạng dễ sợ không? Đó, anh lên tới hộc cá anh bắt luôn.
không có thèm ăn cá chết ở dưới, thích ăn cá sống mà. Coi cò xanh bắt cá trên tàu. Wow, that's a big one.